Rồi chào anh em ha. Hôm nay em về được con thị điển hàng xịn nha anh em, hàng 61 ha, Huena thị điển 61 nha. Dòng là dòng VIP nha anh em. Dòng siêu bền của thị điển nha. Máy thì cực kỳ đẹp nguyên zin nha anh em. Em đang đi 56 nữa ha. Xích thêm cắt mới luôn. Lam và lam trượt ha. Mặt tiền rất là đẹp nha anh em. Anh em nhìn kỹ ha. Con này là nguyên zin, zin 100% nha. Tem mát thì nó cũng thôi, con này thì ngoại hình thì nó cũng không có đẹp cho lắm, nhưng được cái là động cơ nguyên zin nha anh em. Hình thì nó cũng tem này kia nó cũng chóc hết rồi ha. Đây nó chóc rồi nè. Nhưng ốc ác là zin hết nè, zin đồng bộ ha. Nhật bãi về sau là để vậy ha. Ốc lam còn rất là đẹp ha. Anh em nào làm thì liên hệ em ha. Dòng này để anh em khai thác đều vua bền nè anh em. Dòng này giờ nó có phụ tùng mới nha anh em cứ yên tâm mà sử dụng ha. Còn anh em muốn phụ tùng bãi thì sau này có trục chặt chài vài năm sau này á thì cứ liên hệ em. Em có phụ tùng bãi cho anh em đầy đủ. Còn anh em không muốn sử dụng phụ tùng bãi thì có phụ tùng mới ha. Giờ con này phụ tùng đầy đủ hết rồi. Yên tâm mà sử dụng ha. Bất cứ món nào luôn. Rất là đẹp. À con này nó lỗi là gãy một cái cánh gió ở một cái ấy ở đây anh em. Cái hai cái này ha, nhưng mà này không có liên quan gì tới cái máy mình sử dụng đâu ha, cứ yên tâm mà sử dụng ha. Tại em có cái chụp giật mới rồi nhưng mà thấy mới thì nó không bằng cái đầu zin ha. Anh em để vậy. Nhưng mà thật sự là cái này nó không có liên quan với anh em, hay xấu một tí ha. Không sao hết. Rồi. Để em test nổ em nói cho anh em nghe ha. Dòng này 61cc nằm ở tâm 48 ly ha. Bằng thằng 365 bóng mới tại Việt Nam mình nha anh em. Mà nó chạy bền hơn rất là nhiều ha. Con này em bán với giá là 4.500.000 nha anh em. Anh em nào cần thì liên hệ em ha. Cái bô này em mới rửa bằng dầu nên nó ra nha. Chạy thì nó ra khối anh em. Đây mới rửa bằng dầu nó chạy nó ra khối ha. Con này em bao nằm bê tông zin 100%, anh em nào nằm bao không xước luôn, bê tông bao không xước anh em. Hàng bãi về rất là đẹp luôn. Anh em mà cần quay bê tông thì em quay bê tông cho anh em xem ha. Con này thì 4.600.000 ở 4.500.000 anh em. Rồi, anh em cần liên hệ em.